So với cùng kỳ năm 2021, tháng 11 năm 2022, Tiền Giang giảm sâu cả 3 tiêu chí tai nạn giao thông, đặc biệt là số người chết giảm gần 60%. Những con số này thể hiện sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cũng như ý thức của người tham gia giao thông ngày được nâng cao. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Tiền Giang, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11, toàn tỉnh xảy ra 17 vụ, làm chết 9 người, bị thương 10 người. Trong đó, đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ tai nạn giảm trên 54%, số người chết giảm hơn 59%, số người bị thương giảm 55%. Có 8 địa phương giảm số người chết do tai nạn giao thông, trong đó huyện Gò Công Đông, huyện Châu Thành và huyện Cái Bè giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2021.